hành trình lột xác từ vịt bò hóa thiên nga của Ellie Trần như thế nào? Sau việc Ellie Trần nổi tiếng trong và ngoài nước với vòng 1 khủng, thế nhưng thời chưa nổi tiếng cô lại có nhan sắc tầm thường và vòng 1 không khủng đến như vậy. Cùng nhìn lại hành trình lột xác ngoạn mục của Ellie Trần như thế nào nhé. Ellie Trần thời chưa nổi tiếng có nhan sắc không thực sự nổi trội, nước da ngăm đen, sống mũi thấp, cằm ngắn tròn và vòng 1 khá khiêm tốn. Đôi mắt của cô to nhưng bị sụp mí. Bù lại, Ellie Trần có làn da khá mịn và đẹp. Hot girl Ellie Trần nổi tiếng trên mạng xã hội bắt đầu từ năm 2009 với những bức hình khoe vòng 1 khủng. Đến thời điểm này, khuôn mặt của cô đã có những thay đổi đáng kể, sống mũi cao và thẳng hơn, phần cằm cũng nhọn hơn khi thời chưa nổi tiếng. Ellie Trần nhanh chóng trở thành hiện tượng mạnh không chỉ ở Việt Nam mà còn ở châu Á. Tên của cô là một trong 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc. Dễ dàng nhận thấy, cùng với sống mũi cao và khuôn mặt cằm nhọn, đôi mắt của Ellie Trần cũng có sự thay đổi. Mí mắt dài và rõ nét hơn, chiếc cây mắt to tròn và long lanh rất cuốn hút. Sau một thời gian vắng bóng, năm 2013, Ellie Trần tái xuất với phần cằm dài hơn hẳn bình thường. Năm 2014, Ellie Trần bất ngờ khoe con gái đầu lòng, tên như thiên thần Kylie Mộc Trà. So với trước khi sinh em bé, làn da của cô trắng trẻ và mịn màng hơn hẳn. Năm 2015, chỉ sau khi sinh bé trai một tháng, Ellie Trần đã tái xuất với vóc dáng thon gọn như thời con gái. Dung nhan của bà mẹ hai con này đã có sự thay đổi rõ rệt. Gò má rệ và xương phồng tạo cảm giác phần cằm dày và nhỏ hơn, khiến khuôn mặt của Ellie Trần trông biến dạng. Cô từng vướng nhiều dự án phẫu thuật thẩm mỹ từ nâng mũi, gọt cằm, cắt mí cho tới nâng ngực, tiêm botox, song cô chưa từng lên tiếng về vấn đề này.